Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe và suy niệm Tin mừng ngày lễ Giáng sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Maria ông jose cùng với hải nhi đặt nằm trong máng cỏ thấy thế họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hải nhi này tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết còn bà maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng rồi các người chăn chiên ra về vừa đi vừa tôn vinh ca tùng thiên chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em! Hôm nay ánh sáng chiếu rãi trên chúng ta và Chúa đã Giáng sinh cho chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy để tâm suy đi nghĩ lại về những sứ điệp như mẹ Maria đã làm sau khi các mục đồng ra về. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca mô tả cho chúng ta thấy những bước chân vội vã của các mục đồng theo lời các thiên thần đến thờ lại hải nhi nằm trong máng cỏ nhằm muốn làm nổi bật sự thương phản giữa các mục đồng nghèo khổ rốt nát bị gạt bên lề xã hội với các nhà lãnh đạo do thái những người giàu có chúng ta thấy rằng cũng giống như đức maria vội vã lên đường loan báo tin vui các mục đồng vội vã lên đường đáp lại lời mời gọi của thiên chúa bằng một niềm tin chân thành của những người không có gì cả ngoài việc hết sức chú ý lắng nghe và lãnh nhận lời chúa bên cạnh đó tin mừng còn cho ta một hình ảnh sáng chói về mẹ chúng ta đức maria đã ghi nhớ tất cả những điều đó và suy niệm trong lòng. Đó chính là thái độ mẫu mực của những người đáp trả lời Thiên Chúa bằng một niềm tin sâu sắc. Hãy thử gấm xem ngay cả Đức Maria, là mẹ Chúa Giêsu, mẹ Thiên Chúa, cũng cần thời gian để suy gẫm, suy tư và thưởng thức màu nhiệm Giáng Sinh cực thánh này. Mẹ Maria không bao giờ nghi ngờ nhưng đức tin của mẹ ngày càng sâu sắc hơn và tâm hồn mẹ suy gẫm về màu nhiệm nhập thể khôn giò khôn thấu không thể hiểu nổi vậy hãy bắt chước tâm tình của đức maria sống màu nhiệm giáng sinh trong niềm tin hy vọng và lòng mến chúng ta hãy cử hành lễ giáng sinh bằng lòng sốt mến nội tâm hơn là bằng vẻ ồn ào náo nhiệt bên ngoài bởi vì chúng ta phải dẫn thân thực hiện điều muốn đi sâu hơn vào mầu nhiệm Giáng sinh của con Thiên Chúa. Đọc truyện, dừng cảnh Chúa Giáng sinh, chia sẻ thiệp Giáng sinh, tham dự thánh lễ và những việc tương tự là trọng tâm của một lễ Giáng sinh thánh thiện. Nhưng việc suy gẫm và cầu nguyện, cách đặc biệt là trong thánh lễ Giáng sinh, sẽ có tác dụng lôi cuốn chúng ta ngày càng đi sâu hơn vào mầu nhiệm đức tin này. Niềm vui Giáng sinh phải bắt nguồn từ việc tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa vì đã làm bao điều kỳ diệu để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Như trong sách giáo lý công giáo số 457 nói rằng Ngôi lời đã làm người để cứu độ chúng ta bằng cách giao hòa chúng ta với Thiên Chúa Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và sai con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chúa Cha đã sai con của Ngài đến làm đấng cứu độ thế gian. Chúa Giêsu -xu đã xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi. Xin Chúa tiếp hành, tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và tăng thêm sức mạnh đức tin cho chúng ta. Kính chúc quý ông bà và tất cả anh chị em một ngày lễ giáng sinh bình an và nhiều ơn thánh của Chúa hài đồng. Amen.